Lộc Phu Hô xót xa tiết lộ số tiền ít ỏi kiếm được, nói về việc ly hôn khiến dân tình tranh cãi. Lộc Phu Hô thời gian qua liên tục gây tranh cãi về việc giàu có nên đổi vợ. Đáp lại, nam YouTuber mới đây đã không ngần ngại công khai số tiền ít ỏi bản thân kiếm được hàng tháng và khẳng định mình không giàu có. Từ một anh chàng phụ hồ có hoàn cảnh khó khăn, Lộc Phu Hô đã trở nên nổi tiếng sau khi trở thành hiện tượng mạng cách đây vài năm. Kể từ đó, cuộc sống của anh cũng thay đổi, vợ con cũng được hưởng thụ sự sung túc đủ đầy hơn. Bên nhau từ thuở hàng vi, tình cảm của vợ chồng Lộc Phu Hô vốn khá tốt khiến không ít người ngưỡng mộ. Thế nhưng những ngày qua có không ít nghi vấn xung quanh việc hôn nhân của nam YouTuber có dấu hiệu rạn nứt. Bên cạnh đó còn có những ý kiến cho rằng Lộc Phu Hô giàu đổi vợ mới khiến Kim Thủy chạnh lòng. Song anh đã nhân cơ hội này công khai về thu nhập hiện tại để mọi người thấy bản thân không quá giàu sang. Thu nhập từ YouTube tháng này của Lộc là 7 triệu đồng. Nam YouTuber còn chia sẻ bảng doanh thu đến từ kênh YouTube của mình trong vòng 5 tháng qua. Theo đó, tháng nhiều nhất Lộc Phu Hô kiếm được vào khoảng 2.800 đô la Mỹ, hơn 67 triệu đồng. Mặc dù vậy, anh còn phải trả khoản phí 10% thuế thu nhập cá nhân cùng với chi phí quay video. Do vậy, Lộc Phu Hô nói rằng vẫn đang chăm chỉ làm việc kiếm thêm tiền để lo cho gia đình vợ con. Tuy nhiên, động thái này khiến cư dân mạng nổ ra tranh cãi. Nhiều người cho rằng thời gian gần đây vì không còn sức hút khiến view giảm sút, không kiếm được tiền, nên nam YouTuber mới lấy chuyện ly hôn vợ ra để làm clip câu view, câu tương tác. Từ khi vướng ồn ào ly hôn với vợ, Lộc Phu Hô bất ngờ trở nên hot trở lại và liên tục được cư dân mạng tìm xem video. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là nghi vấn của khán giả. Lộc Phu Hô đến nay vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, nam YouTuber từng chia sẻ sau 4 năm làm YouTube, tổng số tiền kiếm được vào khoảng 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, anh đã dùng gần hết để mua xe, xây nhà, sắm sửa cho gia đình. Tính Lộc không biết để dành có bao nhiêu thì sắm sửa cho nhà cửa khang trang, mua phương tiện di chuyển. Cho nên nói là tiền kiếm được chứ cũng đem ra xài hết rồi. Anh cho hay không phải video nào làm ra cũng thu được tiền, nhưng các chi phí liên quan vẫn phải trả. Vì vậy, Lộc Phu Hô mong mọi người không đồn đoán những thông tin sai lệch về mình. Ai cũng nghĩ Lộc giàu có này kia nên Lộc làm video này để nói rõ, nhờ có mọi người ủng hộ Lộc mới có như ngày nay, nếu không thì Lộc vẫn là anh phụ hồ làm công cho người ta, Lộc Phu Hô tâm sự. Vừa qua, vợ chồng Lộc Phu Hô trở thành tâm điểm chú ý khi Facebook của Bùi Kim Thủy vợ anh liên tục xuất hiện những bài đăng tâm trạng. Đỉnh điểm vào 9 giờ tối ngày 20 tháng 10, thay vì cùng chồng đón ngày phụ nữ Việt Nam, vợ YouTuber chia sẻ bức ảnh lại bóng tại quán karaoke, kèm với đó là bài viết "Sợ nhất đàn ông tồi mà cứ lên mạng cho là mình tốt". Vào thời điểm này, Lộc Phu Hô cũng khoe bức ảnh mới chụp cùng bà xã Huấn Hoa Hồng. Minh họa cho bài viết của mình, nam thanh niên hỏi, đẹp đôi không các em? Tưởng chừng chỉ là trò đùa troll như mọi ngày, sự việc bắt đầu căng thẳng khi hai vợ chồng trực tiếp đốt chát nhau phía dưới bài đăng. Lộc Phu Hô giải thích, chị em chụp chung cho vui có gì đâu trời, thầy Huấn chụp dùm đấy. Có vẻ như khá ức chế vì sở thích chụp ảnh cùng gái xinh, hot girl Kim Thủy chất vấn chồng. Tôi không ghen tuông gì cả, chụp một lần khác tôi cũng không nghĩ gì, nhưng ngày này là ngày phụ nữ, ông phải biết được điều đó. Tôi cũng không cần ông phải biết được điều đó, câu view kiểu đó để đem lại niềm vui cho mình. Chưa dừng lại ở đó, bà xã Lộc Phu Hô còn mắng chồng là người sống vô tâm. Cô khẳng định, kiếm nhiều tiền để làm gì khi không đem lại niềm vui cho vợ con. Tôi sống biết trên biết dưới, biết anh biết em chứ không sống mà vô tâm kiểu đó. Sống phải biết mình cần làm gì sai ở đâu, trước khi làm có làm tổn thương và ảnh hưởng gia đình mình hay không. Thứ mình làm ra để tạo niềm vui cho vợ con, hay là kiếm tiền xong quay lại vợ con không còn nữa thì kiếm tiền để làm gì. Tuy nhiên hiện tại, cặp đôi đã có động thái làm lành với nhau.